Bên cạnh phần giá bán kích thước, đó chính là phần dưới nắp combo này. Chúng ta sẽ có một khối động cơ 1.5 tăng áp với công suất sản sinh là 178 mã lực và hơn 260 Nm mô men xoắn. Đây là một con số khá là ấn tượng với cả một chiếc xe MPV trong nhóm 7-800 triệu. Ngoài ra thì chúng ta còn có sự trang bị của hộp số ly hợp kép tới 7 cấp ướt. Xin chào mọi người, đây là chiếc MG hay còn gọi là MG G50. Một chiếc MPV đang nhận được rất nhiều sự quan tâm của khán giả, của mọi người tham gia triển lãm ngày hôm nay. Chiếc xe này là một chiếc MPV tầm giá khoảng 7-800 triệu. Và sắp tới đây nó sẽ được bán ra tại Việt Nam. Giá bán hiện tại thì chưa được công bố chính xác, nhưng mà theo những gì mà mình quan sát từ trước đến nay của MG thì đây sẽ là một mẫu xe sẽ có một mức giá rất cạnh tranh. Luôn luôn là như vậy, MG họ luôn luôn đặt giá của mình thấp hơn so với cả một phân khúc. Vậy thì ở trên chiếc xe này nó có gì? Thì như các bạn có thể nhìn thấy ở trên hình thì chiếc MG G50 này là một chiếc xe có thể nói là rất là bề thế. Chúng ta có sự bề thế trong phần kích thước, chúng ta có sự bề thế ngay từ trong phần thiết kế. Ngay từ cái phần khoảng chiều cao ở khu vực đầu xe, các bạn cũng có thể nhìn thấy là trông nó rất là bệ vệ và thậm chí là nó còn đồ sộ hơn khá là nhiều so với cả một vài những mẫu xe trong phân khúc này. Bên cạnh đó thì về thiết kế tổng thể ở khu vực đầu thì chúng ta sẽ có rất nhiều sự xuất hiện của chrome ốp để làm cho cái phần đầu xe trở nên sáng láng hơn, trở nên thu hút và nổi bật hơn. Và một trong những cái điểm khá là đẹp ở trên cái phần đầu này đó chính là cái hệ thống đèn chiếu sáng. Chúng ta sẽ có ba cái dạng như kiểu móng vuốt ở đây kết hợp với đèn định vị LED ở trên này, và hệ thống đèn chiếu sáng pha cốt sẽ là dạng bi cầu rất là đẹp. Ngoài ra thì một chi tiết cũng vô cùng nổi bật của chiếc MG G50 này, bên cạnh phần giá bán kích thước, đó chính là phần dưới nóc combo này. Chúng ta sẽ có một khối động cơ 1.5 tăng áp với công suất sản sinh là 178 mã lực và hơn 260 Nm mô men xoắn. Đây là một con số khá là ấn tượng với cả một chiếc xe MPV trong nhóm 7-800 triệu. Ngoài ra thì chúng ta còn có sự trang bị của hộp số ly hợp kép tới 7 cấp ướt. Rất là xịn sò nếu mà chỉ nhìn ở trên phần thông số kỹ thuật, còn về vận hành thực tế thì chắc là phải khi mà chiếc xe được bán ra chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu chi tiết hơn. Đang hơi đông nhỉ, mời mọi người sang bên này đi. Đây, mời mọi người sang bên này thì nó sẽ vắng hơn. Rồi, đây, thì chắc là chúng ta nhìn ở cái phần ngang xe này xem nào. Chiếc xe này sẽ được trang bị cái bộ mâm là 17 inch. Một kích thước không quá lớn, nhưng mà với một chiếc MPV kiểu dạng thiên về phục vụ cho cái mục đích kinh doanh, công việc, công ty, thì đây là một cái size mâm và một cái phần thiết kế xe mình thấy là phù hợp. Có nghĩa là nếu cái form dáng này mà đặt ở trên khía cạnh của một chiếc xe gia đình, chiếc xe kiểu mình mua để chở gia đình nhà mình ấy, thì trông nó hơi bị kiểu kinh doanh, trông nó hơi bị thiếu cái tính cá nhân. Nhưng mà ngược lại, nếu đặt ở trên khía cạnh của một doanh nghiệp vận tải hoặc là một cá nhân mua để xác định chạy kinh doanh, thì đây là một cái form dáng cực kỳ tối ưu. Nó không chỉ tối ưu từ cái phần ngoại hình đâu, mà nó tối ưu ở trong cái phần thiết kế để tạo ra được một cái không gian ở phía bên trong thực sự thoải mái dành cho những người ngồi trong xe. Và ở cái phần đuôi thì các bạn có thể nhìn thấy là chúng ta sẽ có thiết kế nó rất là vuông, chằn chặn luôn. Điều này thì nó sẽ giúp cái khoảng sáng ở trong hàng ghế thứ 2 và thứ 3 này rất là ổn về phần đầu, về phần không gian. Thiết kế đuôi thì thực ra là nó cũng không có gì là quá đặc biệt cả. Đây, mình sẽ mở cái phần cốp này ra cho mọi người xem. Đây là không gian cốp của chiếc MG G50 khi chúng ta mở đủ 3 hàng ghế. Còn bây giờ mình sẽ thử gập nó xuống. Đây, chúng ta sẽ có một cái phần cốp phẳng. Cái này là một điểm cộng nhá, một điểm cộng cho chiếc MG G50. Không gian cốp này rất lớn. Mà chiếc xe này ấy, nó là một chiếc xe có phần kích thước về thông số kỹ thuật là nhỉnh hơn một chút so với cả chiếc Innova Cross. Nó chỉ thua chiếc Hyundai Custom một tí thôi. Nên thành ra là anh em sẽ có cả một cái lòng xe phải nói là cũng vĩ đại đấy, cũng vĩ đại đấy. Đây là một cái lợi thế khi mà chúng ta sử dụng xe với mục đích công việc. Đấy, các bạn nhìn ngắm lại cái phần đuôi này, góc 3/4 này. Đó. Thực ra với mình thì cái phần đuôi này nó khá giống chiếc Toyota Sienna. Nhưng mà thôi, chả vấn đề gì. Miễn là nó đem đến một cái sự thực dụng. Khi mà mình đã xác định mua xe để phục vụ mục đích công việc, kinh doanh ấy, thì không cần gì hơn ngoài sự thực dụng. Rồi, bây giờ mời anh em lên hàng ghế đầu tiên. Cho mình nhờ tí nhé. Rồi, mời anh em vào trong này. Vào đến không gian cabin thì có lẽ mình sẽ phải dành lời khen cho chiếc MG G50 này. Nếu mà bảo nội thất này nó quá đẹp hay long lanh thì không phải, nó không phải là theo cái hàm nghĩa đó, mà nó có sự chỉn chu. Và đóng cánh cửa này lại, nhìn vào không gian cabin thì mình thấy cái sự tử tế ở trong cái cách mà nhà sản xuất họ làm ra chiếc xe này về sản phẩm nhé, mình đang nói về sản phẩm đấy. Từ những cái phần nhựa mềm này, tapi, tắp lô cũng là nhựa mềm này, chỉ có chỗ này là nhựa thôi này. Đó, màn hình rất là to. Màn hình này nó phải tầm 12 inch đấy. Đó, đồng hồ Comtomax cũng là có một cái màn hình ở đây và hai cái kim hai bên, trông cũng khá là dễ nhìn. Vô lăng thì chúng ta sẽ có sự xuất hiện của cruise control, thế thôi, chỉ có cruise control chứ không có ADAS gì cả. Lẫy chuyển số đằng sau vô lăng. Đó. Vô lăng thì thiết kế nó cũng khá là vừa tay, tròn tròn, đẹp đẹp. Có sạc không dây ở chỗ này, cần số thì điện tử ngay sau vô lăng, rất là tiện. Cái này anh em mà chạy xe quay đầu trong đô thị anh em sẽ thấy nó cực kỳ tiện luôn. Nó giúp cho chúng ta thao tác nhanh hơn và quan trọng hơn hết ấy, là nó giải phóng được cái mặt bằng của cái chỗ yên ngựa này. Ở đây thì có auto hold này, có phanh tay điện tử này, có chống chân trượt. Nói chung là nó rộng lắm các bạn ạ. Ngồi vào đây mình cảm giác là nó rộng, đúng không ạ? Nó rộng. Còn gì mình muốn chia sẻ nữa không nhỉ? Bên này thì có chỉnh gương, thì các cái nút chế độ chỉnh đèn nữa, các thứ là đặt bên hông rồi luôn. Nói chung là lần nữa nhắc lại là nhìn vào cái không gian này mình thấy có sự tử tế, mình thấy có sự tử tế trong cái câu chuyện hoàn thiện sản phẩm. Không có cửa sổ trời đâu, gương ở đây cũng chỉ là gương cơ thôi. Đấy. Bây giờ đang có người ngồi đằng sau nên là mình chưa xuống được. Các bạn nhìn cái phần ghế này, ghế họ làm ghế da, các thứ nó cũng đẹp lắm, đẹp, dựa đẹp. Chung là với xe kinh doanh dịch vụ thì cứ làm sao để nó tối ưu nhất về mặt chi phí. Đầu tiên là giá bán đầu vào, cái thứ hai là cái chi phí mình vận hành chiếc xe để nó tiết kiệm nhiên liệu nhất, nó nhanh thu hồi vốn nhất, đấy là cái quan trọng. Không gian đằng sau trông cũng rất là rộng, trông rất là rộng đấy các bạn nhìn này, có các anh đằng sau rất là lớn đấy. Anh ngồi thoải mái không anh? Thoải mái ạ. Ổn đấy các bạn thấy không? Bây giờ nếu mà em kéo đây là đấy mét vậy. Vẫn ổn đúng không? Con này được cái là cái khoảng sáng đầu rất là tốt này, ngồi rất là thoáng, mà hai bên mình có thêm hai cái vách ấy, nó lấy thêm ánh sáng vào. Đấy. 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 Một cái chia sẻ rất là thực tế từ một người xem gian hàng của MG ngồi trên chiếc G50 này. Nói chung nhìn hàng cái thứ ba mình ngồi ở đây là mình thấy nó rất là thoải mái rồi. Hàng cái thứ hai ở chỗ này thì nó di chuyển được lên xuống xuống, ngả được lưng ghế đây. Mời các bạn xuống đây, mình sẽ ngồi đây mình miêu tả đi vì ở dưới đang có người. Đấy, đây này, có thể điều chỉnh được lên xuống xuống này, ngả lưng ghế này. Mà nhìn trông nó cũng thoải mái lắm, độ đàn hồi của ghế cũng tốt này. Nói chung là đây là một cái sản phẩm mình thấy là nó có tính thực dụng rất là cao các bạn ạ. Chỗ này có cửa gió điều hòa không? Có cửa gió điều hòa anh Tô? Có không? Không có. À, đây cửa gió nó nằm ở trên trần. Rồi. Chỗ này mình có điều chỉnh được tăng giảm cái lượng gió. Rồi. Siêu rộng. Siêu rộng ấy. To mà, con này to mà. Đấy. Nói chung là cái chiếc xe này nhắc lại với mọi người là nó là một chiếc xe đánh đến cái giá trị thực tế sử dụng rất cao. Thiết kế mọi thứ nó đều hướng tới một cái phần không gian đủ tốt cho cả ba hàng ghế. Và sắp tới đây khi chiếc xe này được ra mắt tại Việt Nam thì chúng tôi cũng sẽ cố gắng để mượn nó ra ngoài. Có giá bán rồi mượn nó ra ngoài để chia sẻ với mọi người kỹ hơn về khả năng vận hành của chiếc G50 này, thực tế nó như thế nào. Và bây giờ thì cảm ơn mọi người đã dành thời gian theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại.